Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây là những tin liên quan đến Philadelphia. Một điều tra vụ nổ súng khiến cậu bé 5 tuổi bị thương. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ nổ súng vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Năm 29 tháng 12 tại công viên Hunting ở Philadelphia đã khiến cho cậu bé 5 tuổi bị thương ở chân, được gia đình đưa vào bệnh viện di động St. Christopher điều trị. Thông tin ban đầu cho biết, cậu bé tìm thấy khẩu súng trong nhà, tự làm mình bị thương. Và sự việc xảy ra như thế nào chưa được tường trình rõ ràng. Một nguồn tin thân cận nói, cha mẹ của cậu bé cho lời khai mâu thuẫn về nguyên nhân con của họ bị trúng đạn. Bà Joanne Pescator, giám sát viên của đơn vị vụ nổ súng giết người và phi sát thương, thuộc văn phòng công tố viên quận Philadelphia, đặt câu hỏi, ai có mặt ở nhà khi xảy ra vụ nổ súng? Bởi vì khi cảnh sát đến nơi, hiện trường đã được thu dọn. Các nhà điều tra chú ý đến ông Raphael Raman, cha của cậu bé, bởi vì ông ta có nhiều tiền án và không đủ điều kiện sở hữu súng hợp pháp. Họ cho rằng ai đó và khẩu súng cùng ở trong phòng của cậu bé trước khi súng nổ. Và đầu tuần này thì một vụ nổ súng tình cờ xảy ra tại Allentown khiến cho cậu bé 11 tuổi bị em trai bắn chết. Nhà chức trách lưu ý đến việc cất giữ và khóa súng một cách an toàn của những người có giấy tờ hợp pháp giữ súng trong nhà, cũng như của những kẻ tội phạm. Cảnh sát trưởng Rochelle Biello cho biết, nhà cảnh sát Philadelphia đã cấp phát 3.000 ổ khóa súng miễn phí trong năm 2022. Muốn có khóa súng miễn phí, hãy đến nhà cảnh sát Philadelphia ở số 100 đường South Broad thuộc thành phố Stanley. Tin tiếp theo, có 3 người bị thương vì tai nạn giao thông liên hoàn tại Oney. Khoảng 5 giờ 25 phút sáng ngày thứ Sáu 30 tháng 12, một tai nạn giao thông có liên quan đến một xe tuần tra của cảnh sát, một xe bán vận tải và một xe hơi xảy ra tại chung cư số 4900 ở phía bắc đường số 5 thuộc khu dân cư Oney. 3 nạn nhân bị thương, trong đó có một cảnh sát được đưa vào bệnh viện điều trị. Các nhà điều tra cho biết, tài xế đi xe hơi chạy quá tốc độ, dường như đã đâm thẳng vào chiếc xe bán vận tải. Phóng viên của đài truyền hình Action News có mặt tại hiện trường đã ghi lại hình ảnh chiếc xe hơi và xe bán vận tải bị hư hại nghiêm trọng ở phần đầu. Xe tuần tra cảnh sát bị đụng ở đằng sau chỉ hư hại nhẹ, nhưng các túi khí đã bung ra. Những mảnh vỡ của 3 chiếc xe nằm rải rác trên đường. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra. Tình trạng sức khỏe của 3 nạn nhân cũng chưa được thông báo. Người bảo vệ băng qua đường tại Philadelphia không được trả lương. Thưa quý vị, cô Dali Lim, nhân viên bảo vệ người lớn và học sinh băng qua đường cho biết rằng, vài tuần qua thì cô không được trả lương, phải tìm thêm công việc thứ hai để mưu sinh. Thông thường vào các ngày trong tuần thì cư dân địa phương luôn nhìn thấy cô Dali ngăn chặn xe cộ, giúp cho học sinh của trường tiểu học Patterson và những người cao niên an toàn băng qua đường tại số 70 và đại lộ Buick, thuộc vùng Tây Nam Philadelphia. Cho dẫu trời mưa hay bão tuyết, cô Darlene vẫn có mặt giúp cho học sinh qua đường. Nhưng kể từ ngày 9 tháng 9, cô đã không được trả lương. Cô gọi điện thoại cho văn phòng kế toán thành phố, nhưng không có ai trả lời. Sau đó cô được thông báo, thông tin về việc làm của cô bị thất lạc trong hệ thống bảng lương nên cô không được trả tiền. Trong khi đó, cô tự nhận một chi phiếu chỉ có 6,11 Mỹ Kim. Năm ngoái phải chờ đợi suốt 2 tháng, cô Darlene mới nhận được chi phiếu trả lương. Và cho dẫu không nhận được tiền lương đầy đủ, cô Darlene vẫn tiếp tục công việc, thậm chí còn làm việc cho thành phố vào mùa hè năm nay với tư cách là nhân viên cứu hộ. Khi trở lại công việc giúp cho học sinh băng qua đường an toàn vào tháng 8, cô Darlene lại rơi vào tình trạng thiếu tiền lương như trước đây. Cô trình bày vấn đề này với đài truyền hình Action News và cho biết cô sẽ tìm việc làm khác để nhận tiền lương đúng với công sức của mình. Được biết các nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ người băng qua đường do nhà cảnh sát Philadelphia giám sát. Đài truyền hình Action News liên lạc với nhà cảnh sát Philadelphia để hỏi về trường hợp của cô Darlene. Mặc dù họ không thể giải thích lý do vì sao cô Darlene không được trả lương,
nhưng sau khi có bản tường trình của đài truyền hình, cô đã được chi trả một phần trong tổng số tiền lương mà nhà cảnh sát Philadelphia chưa trả cho cô. Tuần tiếp theo, cô cho biết đã nhận đầy đủ tiền lương. Và sang qua bản tin nói về điều tra hỏa hoạn tại tòa nhà lịch sử Carpenter's Hall ở Philadelphia. Các nhà thực thi pháp luật liên bang đang điều tra vụ đốt phá tòa nhà lịch sử Carpenter's Hall tại số 300 trên đường Chestnut vào khoảng 8 giờ tối vào đêm Giáng sinh. Đây là nơi tổ chức cuộc họp quốc hội lục địa đầu tiên tại Hoa Kỳ. Một nhân viên trong lúc tuần tra đã nhìn thấy ngọn lửa rực cháy trong tầng hầm. Ông Michael Norris, giám đốc điều hành công ty Carpenter's, là chủ sở hữu của tòa nhà, nói rằng những kẻ phá hoại đột nhập vào bên trong đốt cháy tầng hầm. Hỏa hoạn đã khiến cho hệ thống phun nước hoạt động làm hư hại phần lớn những tài liệu được lưu trữ ở đây, phải đưa ra ngoài để phục hồi. Và ông Alex Palmer, thủ tá giám đốc của công ty Carpenter's, cho biết rằng thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, ngọn lửa thiêu hủy các kho dự trữ tài liệu đương thời, trong khi đó những đồ tạo tác cổ xưa vẫn an toàn hoặc được cất giữ ở bên trong. Trong khi đó, những đồ tạo tác cổ xưa vẫn an toàn hoặc được cất giữ ở bên ngoài trong lúc xảy ra hỏa hoạn. Vào ngày thứ Năm 29 tháng 12, tòa nhà vẫn đầy khói. Những vệt đen do khói gây ra làm hư hỏng các tầng trên của tòa nhà, nhưng đã được nhanh chóng sửa chữa. Và tiếp theo, tin cho biết tác nhà thờ kháng cáo chính quyền Post Hall về sứ mệnh phục vụ người nghèo. Cung cấp nơi tạm trú và thực phẩm cho người vô gia cư đó là sứ mệnh của các nhà thờ trong nhiều thế kỷ, và đồng thời cũng là nhiệm vụ của tổ chức phi lợi nhuận Beacon of Hope, hoạt động ở bên ngoài giáo hội Tin lành chính thống St. Paul. Tuy nhiên thì tháng 11 vừa qua, chính quyền thành phố Postal Borough ban hành sắc lệnh đình chỉ công việc nói trên vì nhà thờ không được phê duyệt để xây dựng một nơi tạm trú. Ông Tom Niehaus, người điều hành tổ chức Beacon of Hope, cho biết không có nơi tạm trú cho người vô gia cư. Đầu năm nay thì quận chấp thuận dự án sử dụng dãy nhà ở số 600 trên đường Hoài là nơi dành cho người vô gia cư, nhưng nơi này cần phải sửa chữa. Sắc lệnh đình chỉ ghi rằng tổ chức Beacon of Hope không có đầy đủ giấy tờ cần thiết để xây dựng một nơi tạm trú. Trên thực tế thì chính quyền địa phương cố gắng hồi sinh vùng đất Postal phục vụ nhu cầu của người vô gia cư và người nghèo. Các thương nghiệp, các tổ chức và các tôn giáo phải tuân theo pháp luật. Hơn nữa, một phần của pháp lệnh xác định rằng nhà thờ là nơi thờ phượng, cử hành thánh lễ, đám cưới hay đám tang, không phải là một tổ chức xã hội rộng lớn. Linh mục Joshua Cowley thuộc giáo hội Christ Church cho biết rằng nhà thờ của ông ngạc nhiên khi chính quyền nói họ vi phạm luật pháp vì cho người vô gia cư ăn uống, cho họ nơi để vệ sinh cá nhân, cũng như hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho họ. Các quan chức cũng xác định những điều này không phải là nhiệm vụ của nhà thờ. Trao đổi với đài truyền hình Action News, chính quyền địa phương cho biết họ đã hủy bỏ hồ sơ vi phạm, nhưng bất cứ dịch vụ bổ sung nào khác của các nhà thờ phải được phê duyệt trước khi thực hiện. Các nhà thờ và tổ chức Beacon of Hope đã gửi hồ sơ kháng cáo, phản đối sắc lệnh của chính quyền.